Hello, một lần nữa Quỳnh vừa mới đọc. Xin chào quý vị khán giả. Ngày 3 tháng 6, 2023. Ngày đầu nhà mình sẽ chia sẻ cho quý vị bạn nhà mới của người sĩ. Mới xin có thời động thứ ba các nhà. Bạc Liêu cũng ca hát tài tử này kia nữa. Chú đến hai chồng chú đến từ Bạc Liêu hả? Dạ. Đến đi cô chú đến từ mấy giờ? Mới đến lúc cái chủ nhà sắp bến là khoảng 8. Lên đây cũng có 9 giờ đó. Đi xe máy đi. Xe máy. Như cô chú thấy đến đây thấy một cậu nam thấy có đẹp không ạ? Đẹp, ok. Quá đẹp đúng không? Dạ. Ở trước. Đây cô chú đi lần thứ hai à? Lần thứ hai rồi. Thứ hai. Mình dẫn nó lên. Chấp rồi. Dạ cô chú đi dắt nè. Qua nhà 7 giờ. 7 giờ tối. 7 giờ tối nhưng mà qua đi mới lên tới đây. Chú lên thấy những tấm hình chú sao chú rất là đẹp luôn. Đẹp đúng rồi. Dạ. Chiều Mỹ tẻ mái cây hoa chứ thủy. Ai cũng mến mộ thì đó. Lúc trước ảnh còn sống xuống với tôi. Ờ, ông có không? Vậy là anh. Chú còn có gặp chú mà sẽ không xuống Bạc Liêu. Chú gặp một chú cậu năm ông ngoài đời thế sao? Nói chung là ông hồi lúc trước là ông là bất cứ đoàn hát nào cũng là mến mộ. Cũng là người ta ai cũng là nghe chú Hình luôn, chú Linh ai cũng đi bảy gặp. Hiền. Xíu nữa là có chú bấm vô kênh Vinh Lang Thang là sẽ có Vinh Lang Thang hả? Vinh trong từ Vinh Quang Vinh Quang à. Chú bấm vô kênh Quỳnh Bường Vlog. Quỳnh Quỳnh Bường. Dạ. VLGO. Có viết không? Chú có đi. Đây cô chú ở đến từ ở Bạc Liêu sao cô chú đến từ Bạc Liêu cả nhà. Thầy chậm đi từ hồi sáng 18 giờ hôm qua. Bữa nay mới tới đây đến ngày thứ bảy ngày 13 tháng 6. Và đã biến ngưỡng mộ cậu đến thắp như mộ cho cậu. Điều nói chung ra là tốt. Chung là ai cũng quý còn tới ngày bà Hạnh bên đạo bên quận 6 của nó nhà nó là chú được ha tại vì nhà nó tới ngày trong cái vòng tháng là tôi được một tháng là chú ăn ảnh chết trong ngày chú qua tới đây mới giấu đi lên rồi ha. Lần trước chú đi là chú tiễn mà lúc mà đi chôn luôn đó. Không phải lúc mà anh chết là chú không có đi tiễn đâu á đó và tới cái chôn cắt chung lúc mà cái mộ còn như chứ từ hồi lúc giờ nó khác nhau cái này à, khác nhau lên được cái mã là cũng chuyện cho ảnh rồi nên như chú có thấy người ta sầu sáo vậy sao chú có ý kiến em nói gì thấy gia đình của thảo cho chú có ý kiến gì bên gia đình của anh ra hồi lúc trước cái thằng Vũ Lưng là lúc chú là một lần làm không biết hả điều dạ Cà Mau ai cũng mến được thì con đi vào hồi chú Lưng xuống hát Cà Mau là chung đoàn mà cái sĩ cao những lầu đó Lưng đó thì đó. Vậy là Vũ Lưng là chú còn có nghệ sĩ là chú Huỳnh Đường vậy đó Huỳnh hả Huỳnh
lắm. Huynh biết đổi tên luôn hả? Dạ. Chị Hà cô biết hoa. Lạnh xuống lại ngay. Nãy là nó mỗi lần. Dạ. Để chặt. Chặt có biết cái lấy gì đây? Chú đã từ Bạc Liêu đã trả mình xem nè, rồi tiếp tục sẽ quay đến toàn cảnh những ngày thứ ba cho quý vị khán giả bên em nha. Bộ con năm. Đây có cô Hương tiếp tục. Bé gì luôn ngon lúc sống. Dừa cả nhà. Có hai bức sen cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không? Ngày thứ bảy nghe cả nhà. Nam mô Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Võ Văn Ngoan, chỉ ở Vĩnh Thọ 66 tuổi, nhờ ơn đức Phật cứu độ vong linh được thoát vãng sanh người cực lạc. Nam mô. Ngân tổng phú chia dành những tình cảm của cho nghiệp anh định đánh giá rất cái này cả nhà. Có một nụ cười rất tươi. Anh chị luôn mình khỏe và công việc luôn hay không ạ? Dạ. Có gì bình an. Dạ.